Hê Si, mới sáng sớm mà sao ê ẩm thế này vậy trời? Sao không thấy bóng khách nào luôn? Mà, trời hôm nay cũng đẹp ấy nhỉ? Chắc bây giờ cũng 10 giờ rồi. À mà, trời trời quên mất, con Yuki con Yuki nó ngủ chưa dậy luôn hả ta? Cái con bé này hay thật, lớn rồi mà không biết giúp cho gia đình cái gì cả. Phải vào kêu nó dậy coi quán giúp mình mới được, không là quen thói ngủ đứng mất. Còn với cái, Hê Si. Trời đất, còn với cái, ngủ giờ chưa dậy, chắc giờ mà mình không kêu nó dậy chắc nó ngủ đến tôi cũng được quá. Hê Si, rồi ai mà dám lấy nó đây? Yuki Yuki, dậy mau, nhanh, chứ không là bị ăn đòn đấy, nhanh. À, vẫn nằm lì à, mình đã có cách. Yuki ơi Yuki ơi, có anh Sơn Tùng MTB đến tìm kìa. Ha ha ha, đâu đâu đâu, anh đâu bố bố. Ha ha ha, biết ngay mà, chiêu này sẽ dụ được. Bây giờ, nhanh chân bước khỏi giường, rửa mặt rồi canh quán phụ bố. Bố phải đi lấy hàng, mai mới về. Ở nhà, nhớ buôn bán cho đàng hoàng. Tao mà nghe ai mắt vốn là chết với bố nghe chưa? Biết rồi, con biết rồi. Bố đi đi, đừng còn nói nữa, nhức đầu quá. Mày đó, liệu hồn. Hi Hê Si, mệt quá đi mất. Được nghỉ có ngày chủ nhật mà cũng bắt mình làm việc. Hê Si, sao tôi khổ thế này trời ơi. Bây giờ mình chỉ muốn ngủ thôi, mình chỉ muốn ngủ, không muốn làm việc đâu. Nhưng nếu mình mà không phụ bố thì bố sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất. Hai hai. Ok, được rồi. Trời ơi, mình phải canh quán đến khi bố về sao? Hu hu, mà quán dạo này cũng ế. Hi hi, nhưng lỡ hôm nay có mình, quán đắt khách hơn thì sao nhỉ? Chắc chắn bố sẽ khen mình và thưởng cho mình. Hi hi, cố gắng thôi. Yeah! Sao mãi mà không thấy bóng khách nào vậy trời? Thôi thì mình vào ăn sáng trước vậy. Mình đúng là một đứa trẻ tội nghiệp. Đồ ăn sáng chỉ có một cục cơm nắm như thế này thôi. Hu hu, bố chả thương mình gì cả. Chắc mình là con ghẻ quá, tủi thân quá đi mất. Thời tiết hôm nay cũng nóng ghê ấy chứ. Hức, mệt thật ấy chứ. Cái tạp hóa gì mà xa xôi vậy nè, mất công mình quá. Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ? Lấy cho tôi hai cái hột vịt lợn. Nhanh nhanh lên để tôi còn về. Anh em tôi đang đợi ở nhà, do hết mồi nên tôi mới ghé cái tiệm này đấy. Nhanh đi. Cái ông này cứ lại nhải cái gì vậy trời? Của anh hết 9.000 ạ. Đây em, anh bo cho em thêm 1.000 nữa là 10.000 nha. Dạ dạ, cảm ơn nhiều. Thôi thôi, phải nhanh nhanh đem mồi về nhậu thôi. Hí hí, vui quá, được anh khách bo cho 1.000. Quá được bao, bây giờ phải cố gắng thôi. Khởi động xíu cho khỏe người để bán đồ nào. Hay hay. Trời ơi, sao quán lại ý rồi, không thấy ai vào thế này. Cháu không biết đâu, bà phải mua cho cháu, bà phải mua cho cháu. Để bà dẫn cháu đi mua nhé. Xin chào, hay bà cháu muốn mua gì ạ? Bán, cho bà một trò chơi, liên, quân đi, cháu. Đúng rồi đấy chị, lấy cho bà cháu một trò chơi liên quân đi ạ. Bà cháu bị nghiện trò này rồi, không chơi được là sẽ nổi cáu đấy. Cháu đừng, nói láo, cháu đòi mà. Bà này ai kêu bà nói ra vậy? Dạ, bà ơi, ở đây là cái tạp hóa, không bán những thứ bà cần đâu. Ở đây không có liên quân gì đâu bà. Nếu bà muốn thì cứ ra ngoài cửa tiệm điện thoại á, chứ ở đây là cái tạp hóa. Trời ơi, cái quán gì mà lạ kỳ vậy trời. Người ta mua cái gì cũng không có, chủ quán thì lại khó ưa, xấu tính, lại còn xấu xí nữa chứ. Đi thôi bà ơi, mình đừng ghé quán này nữa. Đúng rồi đấy cháu, mình đi chỗ khác thôi. Trời, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Nếu mà gặp thêm vài người như thế này nữa chắc dẹp quán luôn quá. Hê Si, thật mệt mỏi quá đi mà. Cho em muốn mua cái gì? Lấy cho tôi một chai tẩy lông nách. Cái gì, ở đây không bán những thứ này. Mày muốn mua thì đi chỗ khác. Nhà tao ở đây chỉ bán rau củ của đồ ăn thôi nhé. Mày cút nhanh cho tao.
Hứ, hèn gì mà, quán ế đúng rồi. Nêu, đôi con nhỏ xì què. Mày nói cái gì hả? Ha ha. Hí hí hí, nêu. Trời ơi, tức chết mất. Sao số tôi khổ thế này? Trời ơi, sáng giờ bán chả được gì, toàn gặp những thứ không ra gì không trời ơi. Hesi, chán quá đi mất, sáng giờ chả bán được gì. Hesi, khách thì lại toàn thứ gì, bo thì có 1.000. Hesi. Ôi, tối thui rồi, mà nãy giờ không ai vào mua gì cả. Trời ơi, sao khổ thế này, công cáng sáng giờ mà không được gì, còn bị muối chết gần chết nữa chứ. Hu hu. Thôi, vào nhà cài đã, chứ khổ quá rồi. Ê ê ê, ông, chủ quán đâu? Ê ê ê. Ai vậy trời? Người đẹp ơi, người đẹp lấy cho anh trai mắm nằm ngươi đi, yêu. Người đẹp lấy thêm cho anh một nụ cười của em nữa nhé. Hi hi. Dạ, anh muốn mua chai mắm đúng không? Để tôi đi lấy. Ừ, em yêu. Trời ơi, thằng khùng nào đây? Đồ của anh đây. Không, anh đổi ý rồi. Anh muốn mua 2 trái hột vịt lộn. Em yêu lấy cho anh nhé. Ừ, đợi tôi một chút. Trời, lại gặp thứ gì nữa đây? Mình đang điên rồi đấy. Đây, hột vịt lộn của ông đây. Em vào lấy cho anh thêm 2 lon bia nữa nhé. Hí hí. Biết rồi. Trời ơi, đói chết mất. Nãy giờ thằng cha nội này hành mình lắm rồi đó. Không, anh đổi lại. Lấy cho anh cái đầu mày á. Tao điên nãy giờ rồi. Mày có mau cút đi không? Ừ, con này ngon. Dám chửi tao à? Mày dám đụng đến anh à? Mau quỳ xuống xin lỗi anh mau. Ừ, xin lỗi à? Ok, muốn xin lỗi thì tao sẽ chiều. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con. Bới người ta, hồ.